Nguyên quán là gì? Nguyên quán là thuật ngữ chỉ nguồn gốc của cá nhân, được xác định bằng các căn cứ nhất định. Trên thực tế, có nhiều cách hiểu khác nhau về nguyên quán. Vậy nguyên quán là gì? Căn cứ xác định nguyên quán như thế nào? Cách hiểu về nguyên quán như thế nào là chính xác? Thông thường, đa số quan điểm cho rằng, nguyên quán là nơi ông, bà nội sinh, nếu khai sinh theo họ cha, là nơi ông, bà ngoại sinh, nếu khai sinh theo họ mẹ. Dưới góc độ pháp lý, điểm E khoản 2 điều 7 thông tư 36 phần 2014, TTBCA hướng dẫn cách ghi nguyên quán trong các giấy tờ. Ở chứng minh nơi cư trú của cá nhân quy định như sau mục nguyên quán ghi nguyên quán theo giấy khai sinh trường hợp không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc xuất xứ của ông bà nội hoặc ông bà ngoại nếu không xác định được ông bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc xuất xứ của cha hoặc mẹ phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã cấp huyện cấp tỉnh trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại